Vô địch môn duyên nợ, sau 7 năm được mẹ bạn trai đón về chăm sóc, hot girl Mai Tây chính thức làm đám cưới với thiếu gia Sài Thành của hồi môn khủng gây choáng. Mai Tây vốn không phải là gương mặt quá xa lạ với cư dân mạng khi là hot girl đình đám sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Cô cũng được biết đến với chuyện tình như cổ tích với thiếu gia một gia đình giàu có. Mai Tây được gia đình bạn trai rước về chăm sóc từ khi còn học cấp 3, được lòng gia đình nhà chồng từ trước khi chính thức làm đám cưới. Ngày 3 tháng 3 vừa qua, Mai Tây tổ chức hôn lễ với hôn phu tên Hoàng Đình Khang, chính thức làm dâu hào môn. Đám cưới của cặp đôi diễn ra hoành tráng tại biệt thự trăm tỷ, cùng với đó là những món quà giá trị được gia đình trao tặng. Theo hình ảnh được chia sẻ, Mai Tây nhận nhiều vàng ròng, kim cương, tiền mặt và tài sản có giá trị từ gia đình nhà chồng. Nàng hot girl được rước về biệt thự trăm tỷ nhà chồng với siêu xe Bentley có biển số siêu đẹp 07979. Căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy với nhiều hoa tươi. Trong ngày trọng đại, cô dâu Mai Tây diện áo dài trắng, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật lên nhan sắc xinh đẹp sánh đôi bên chú rể thiếu gia điển trai. Suốt 6 năm hẹn hò, mối quan hệ giữa Mai Tây và mẹ chồng rất tốt đẹp, được ví như hai chị em. Hot girl này không ít lần khiến dân tình trầm trồ khi khoe được mẹ chồng tặng kim cương, đồ hiệu. Đúng là đã sinh lại còn đầu thai đỉnh, chắc kiếp trước cô nàng phải giải cứu cả dải ngân hà. Chúc Mai Tây cùng chồng sẽ bước vào cuộc hôn nhân mới với nhiều trải nghiệm, mãi hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TV Trends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.